À, về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải nghe về danh. Cô Thùy xin chào tất cả các con. Cô rất vui khi được gặp lại các con trong buổi học ngày hôm nay. Ở các buổi học trước, các con đã được ôn tập về số tự nhiên này, ôn tập về phân số và ôn tập về số thập phân rồi đúng không nào? Đến buổi học ngày hôm nay thì cô và các con sẽ cùng ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng. Vậy thì các con đã chuẩn bị đầy đủ sách vở và đồ dùng học tập để sẵn sàng cho buổi học ngày hôm nay chưa nhỉ? Chúng mình bắt đầu nhé! Bài đầu tiên, bài tập 1. Trước tiên là chúng mình sẽ làm câu A trước nhé. Câu A để bài yêu cầu các con là viết cho đầy đủ bảng đơn vị đo độ dài sau. Các con cùng chú ý vào bảng đơn vị đo độ dài ở trên màn hình nào. Vậy thì dựa vào lý thuyết về các đơn vị đo độ dài đã học, các con hãy hoàn thành bảng đơn vị đo độ dài này vào trong vở nhé. Bây giờ chúng mình hãy tạm dừng video này lại và làm bài tập vào trong vở nào. Lát nữa chúng mình sẽ quay trở lại để xem cô chữa bài tập nhé. Được rồi, vậy là các con đã hoàn thành bảng đơn vị đo độ dài này vào trong vở rồi đúng không nhỉ? Bây giờ chúng mình hãy cùng chú ý lên trên màn hình nhé. Cô có các đơn vị đo lớn hơn mét. Đơn vị đo lớn hơn mét là những đơn vị nào các con nhỉ? Đúng rồi, đơn vị đo lớn hơn mét đó là km này, là hectomet và decamet đúng không nào? Đơn vị bé hơn mét là decimet này, cm và mm. Tiếp đến nào, các con chú ý quan hệ giữa các đơn vị đo liền nhau. Ở đây 1 km sẽ bằng 10 hectomet. Đấy, 1 km sẽ bằng 10 hectomet. 1 hectomet sẽ bằng 10 decamet. Và bằng 0,1 km. Đấy, 1 hectomet sẽ bằng 10 decamet và bằng 0,1 km. Tiếp đến 1 decamet sẽ bằng 10 mét và bằng 0,1 hectomet. Và 1 mét sẽ bằng 10 decimet này. Và 1 mét cũng sẽ bằng 0,1 decamet. Tiếp đến là 1 decimet nào. 1 decimet sẽ bằng 10 cm và bằng 0,1 mét. Tiếp đến là 1 cm sẽ bằng 10 mm và bằng 0,1 decimet. Cuối cùng là 1 mm sẽ bằng 0,1 cm. Đấy, vậy là cô và các con đã hoàn thành bảng đơn vị đo độ dài rồi đúng không nào? Bây giờ chúng mình sẽ chuyển sang phần B là bảng đơn vị đo khối lượng nhé. Câu B ở đây đề bài yêu cầu các con là viết cho đầy đủ bảng đơn vị đo khối lượng sau. Vậy thì cũng dựa vào lý thuyết về bảng đơn vị đo khối lượng đã học thì các con hãy tạm dừng video này lại và làm bài tập vào trong vở nhé. Lát nữa chúng mình sẽ quay trở lại để xem cô chữa bài tập nào. Được rồi, vậy là các con đã hoàn thành bài tập vào trong vở rồi đúng không nhỉ? Bây giờ chúng mình hãy cùng chú ý lên trên màn hình và đối chiếu vào trong vở xem là mình đã làm đúng chưa nhé. Ở đây, đề bài đã cho các con là các đơn vị lớn hơn kg là tấn, tạ, yến này, bé hơn kg là hectogram, decagram, gram rồi đúng không nào? Vậy thì chúng mình sẽ điền vào trong bảng quan hệ giữa các đơn vị đo liền nhau.
Ở đây 1 tấn sẽ bằng 10 tạ. À, 1 tạ sẽ bằng 10 yến, và 1 tạ sẽ bằng 0,1 tấn. 1 yến sẽ bằng 10 kg và bằng 0,1 tạ. 1 kg sẽ bằng 10 hectogram và bằng 0,1 yến. À, vậy thì 1 hectogram sẽ bằng 10 đề ca gam và bằng 0,1 kg. Tiếp đến là 1 đề ca gam sẽ bằng 10 gam và bằng 0,1 hectogram. Và cuối cùng, 1 gam sẽ bằng 0,1 đề ca gam. Đấy, vậy là cô và con lại hoàn thành bảng đơn vị đo khối lượng rồi đúng không nào? Tiếp theo là câu C nào. Trong bảng đơn vị đo độ dài hoặc bảng đơn vị đo khối lượng, đơn vị lớn gấp bao nhiêu lần đơn vị bé hơn tiếp liền? Đơn vị bé bằng 1/7 đơn vị lớn hơn tiếp liền. À, vậy thì các con vừa hoàn thành bảng đơn vị đo độ dài này, bảng đơn vị đo khối lượng này. À, vậy thì chúng mình có thể suy ra được là trong bảng đơn vị đo độ dài hoặc là bảng đơn vị đo khối lượng thì đơn vị lớn gấp bao nhiêu lần đơn vị bé hơn tiếp liền? Đơn vị bé sẽ bằng 1/7 đơn vị lớn hơn tiếp liền. Đấy, bây giờ các con hãy tạm dừng video này lại và suy nghĩ nhé. Lát nữa chúng mình sẽ quay trở lại để xem cô hướng dẫn cách làm nào. Vậy là các con đã trả lời được câu hỏi này chưa nhỉ? Trong bảng đơn vị đo độ dài hoặc bảng đơn vị đo khối lượng thì đơn vị lớn gấp 10 lần đơn vị bé hơn tiếp liền, và đơn vị bé bằng 1/10 đơn vị lớn hơn tiếp liền. Đấy, vậy là cô và các con đã hoàn thành bài tập đầu tiên rồi đúng không nhỉ? Bây giờ chúng mình sẽ chuyển sang bài tập thứ hai nhé. Bài tập thứ hai thì bài yêu cầu các con là viết theo mẫu. Ở đây có hai câu A và câu B. À, vậy thì chúng mình sẽ dựa vào mối quan hệ giữa các đơn vị trong bảng đơn vị đo độ dài hoặc là bảng đơn vị đo khối lượng. Trong bảng đơn vị đo độ dài hoặc là bảng đơn vị đo khối lượng thì đơn vị lớn gấp 10 lần đơn vị bé hơn tiếp liền, và đơn vị bé bằng 1/10 đơn vị lớn hơn tiếp liền. Đấy, bây giờ các con hãy tạm dừng video này lại và làm bài tập vào trong vở nhé. Lát nữa chúng mình sẽ quay trở lại để xem cô chữa bài tập nào. Vậy là các con đã hoàn thành bài tập vào trong vở rồi đúng không nhỉ? Bây giờ chúng mình hãy cùng chú ý lên trên màn hình và đối chiếu vào trong vở xem là mình đã làm đúng chưa nhé. Trước tiên cô và các con sẽ làm câu A. Ở đây đề bài đã làm mẫu cho các con là 1 mét bằng 10 dm. Vậy thì 10 dm bằng bao nhiêu cm nhỉ? À, từ dm sang cm thì cô sẽ gấp lên 10 lần đúng không nào? Cô được 100 cm. Đấy, tiếp đến nào. 100 cm lại bằng bao nhiêu mm? Ở đây từ cm sang mm, cô cũng sẽ gấp lên 10 lần bằng bằng 1.000 mm. Tiếp đến là 1 km bằng bao nhiêu mét? À, từ km ra đơn vị là mét thì chúng mình sẽ gấp lên 1.000 lần. Ở đây cô sẽ bằng 1.000 mét. Tiếp là 1 kg bằng bao nhiêu gam? Từ kg đổi ra đơn vị gam chúng mình cũng sẽ gấp lên 1.000 lần bằng 1.000 kg. Và cuối cùng là 1 tấn bằng bao nhiêu kg? À, đổi từ đơn vị tấn ra kg chúng mình cũng sẽ gấp lên 1.000 lần. Ở đây sẽ bằng 1.000 kg.
đến câu B nào. À, câu B ở đây đề bài cho con mẫu là 1 mét bằng 1 phần 10 đề ca mét và bằng 0,1 đề ca mét. Đấy, à, bây giờ chúng mình sẽ làm 1 mét bằng bao nhiêu km nào? À, đổi từ mét ra km thì chúng mình sẽ giảm đi 1.000 lần đúng không nào? À, cô sẽ bằng 1 phần 1.000 km và bằng 0,001 km. Tiếp đến là 1 gam đổi ra kg. À, đổi từ đơn vị gam ra kg chúng mình cũng sẽ giảm đi 1.000 lần. Cô bằng 1 phần 1.000 kg và bằng 0,001 kg. Cuối cùng là 1 kg bằng bao nhiêu tấn? À, đổi từ đơn vị kg ra đơn vị là tấn. Cô cũng sẽ giảm đi 1.000 lần bằng 1 phần 1.000 tấn. Đổi ra số thập phân sẽ là 0,001 tấn. Và cuối cùng cô và các con sẽ chuyển sang bài tập thứ 3. Đề bài yêu cầu các con là viết số thích hợp vào chỗ chấm theo mẫu. Ở đây có 3 câu là câu A, B và C. Vậy thì các con hãy dựa vào bảng đơn vị đo độ dài hoặc là bảng đơn vị đo khối lượng. Đơn vị lớn gấp 10 lần đơn vị bé hơn tiếp liền. Và đơn vị bé bằng 1 phần 10 đơn vị lớn hơn tiếp liền. Đấy, chúng mình hãy dựa vào bảng đơn vị đo độ dài và bảng đơn vị đo khối lượng để làm bài tập này nhé. Bây giờ các con hãy tạm dừng video này lại và làm bài tập vào trong vở nào. Lát nữa chúng mình sẽ quay trở lại để xem cô chữa bài tập nhé. Được rồi, vậy là các con đã hoàn thành bài tập vào trong vở rồi đúng không nhỉ? Bây giờ chúng mình hãy cùng chú ý lên trên màn hình và đối chiếu xem là mình đã làm đúng chưa nào. Cô có câu đầu tiên là đề bài đã làm mẫu cho các con 5.285 mét. À, đổi ra km sẽ bằng 5 km 285 mét và bằng 5,285 km. Đấy. À, câu tiếp theo nào. 1.827 mét đổi ra km và mét. À, bởi vì 1 km bằng 1.000 mét đúng không nào? Vậy ở đây 1.827 mét sẽ bằng bằng 1 km và 827 mét chuyển thành số thập phân sẽ bằng 1,827 km. Tiếp đến nào, 2.063 mét sẽ bằng bằng 2 km và 63 mét chuyển thành số thập phân bằng 2,063 km. Tiếp đến là 702 mét đổi ra km và mét thì sẽ bằng bởi vì 1 km bằng 1.000 mét nên ở đây bằng bằng 0 km này và 702 mét. Đổi ra số thập phân sẽ là 0,702 km. Đấy. Tiếp theo là câu B. Câu B 34 đề xi-mét đổi ra đơn vị là mét này. Đề xi-mét này. Bởi vì 1 mét bằng 10 đề xi mét nên ở đây cô sẽ bằng 3 mét và 4 đề xi mét. Đổi ra số thập phân sẽ là 3,4 mét. Đấy. Tiếp theo là 786 cm đổi ra mét và cm. À, 1 mét sẽ bằng 100 cm. Vậy ở đây sẽ là 7 mét này. 86 cm đổi ra số thập phân sẽ là 7,86 mét.
tiếp đến 408 cm sẽ bằng 4 mét này. 08 tức là 8 cm đổi ra số thập phân sẽ bằng 4,08 mét. Và cuối cùng là câu C nào. Câu C, câu đầu tiên đề bài làm mẫu cho các con là 6.258 gram đổi thành 6 kg 258 gram. Bởi vì 1 kg bằng 1.000 gram đúng không nào? Và đổi ra số thập phân sẽ là 6,258 kg. Câu tiếp theo là 2.056 gram bằng bao nhiêu kg, bằng bao nhiêu gram? Thì ở đây sẽ bằng bằng 2 kg, bằng 0,065 gram, tức là bằng 65 gram. Đổi ra số thập phân sẽ là 2,065 kg. Đấy. Và câu cuối cùng là 8.047 kg đổi ra tấn này, đổi ra kg. Bởi vì 1 tấn bằng 1.000 kg. Ở đây sẽ bằng 8 tấn và 47 kg. Đổi ra số thập phân sẽ bằng 8,047 tấn. Vậy là cô và con đã hoàn thành 3 bài tập của bài ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng rồi. Cô hy vọng video này sẽ giúp ích cho con trong việc học và làm bài tập môn toán. Cô cảm ơn tất cả các con đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các con vào buổi học ngày hôm sau nhé. Bye bye. Khóa học viên sách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của viên sách.